bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng trao đổi với nhau về các câu chuyện về đầu tư. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của bạn Phan Hoàng Minh ở Sơn Trà, Đà Nẵng. Bạn Phan Hoàng Minh có chia sẻ đó là bạn có hơn 2 tỷ đồng thừa kế nên cất giữ hay là đầu tư? Mẹ tôi sinh thời rất chăm chỉ làm việc, gây dựng được một hiệu giày dép sầm uất ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Bà vừa mất đầu năm ngoái nên theo di chúc, vợ chồng tôi được chia căn hộ ở cách trung tâm khoảng 6 km, ước tính theo giá thị trường rơi vào khoảng 1,8 tỷ đồng. Chúng tôi đã có nhà đầy đủ nên không có nhu cầu sử dụng đến căn hộ này. Trước mắt thì chúng tôi có cho thuê là 8 triệu đồng trên một tháng, nhưng cảm thấy số tiền thu được không đáng kể, trong khi trước đó thì cũng chi hơn 150 triệu để sơn và sửa lại nội thất. Chúng tôi dự định là sẽ giao bán căn nhà này để lấy tiền gửi tiết kiệm. Tiền lãi mỗi năm cao hơn là tiền cho thuê nhà mà không phải tốn công sức chăm sóc căn nhà đó. Tôi tính lãi khoảng 7% trên một năm. Tuy nhiên thì tôi cũng băn khoăn với khoảng là 1,8 đến 2 tỷ đồng bán căn nhà này thì tôi có nên lựa chọn hình thức đầu tư là mua vàng hay chơi chứng khoán không? Tôi biết chuyện cũng ngỏ ý là muốn mở quán cà phê nhượng quyền và tỷ lệ góp vốn và ăn chia là 50-50. Số tiền dự tính ban đầu của mỗi người phải góp tầm khoảng 700 triệu. Tôi cũng cân nhắc phương án này vì sau khi đầu tư vẫn còn một khoản tiết kiệm tương đối. Tôi không dành về đầu tư nên nhờ các chuyên gia phân tích giúp tôi về khả năng để số tiền này có thể sử dụng hợp lý. Thì về câu chuyện của bạn Phan Hoàng Minh thì bạn nói là bạn có một khoản tiền rơi vào khoảng 1,8 tỷ nếu như bán căn hộ mà được thừa kế đi, thì bạn đang cho thuê căn hộ này với 8 triệu đồng trên một tháng. Nhưng tuy nhiên thì nếu tính ra thì cái mức lãi suất, mức sinh lời ở đây rất là thấp. Chính vì vậy mà bạn muốn là đầu tư vào một kênh đầu tư khác để có thêm khoản thu nhập cao hơn, anh Quang ạ. Thì anh Quang có thể chia sẻ với bạn về trường hợp của bạn không ạ? Rồi mình, cái cách tiếp cận của mình luôn luôn là cách tiếp cận tổng thể. Có nghĩa là trước khi quyết định là có bán căn hộ không, rồi đầu tư vào cái gì, cổ phiếu hay là tham gia góp vốn á, thì mình nghĩ là bạn Hoàng Minh nên có một cái kế hoạch gọi là investment planning, hay là wealth planning tổng thể đầy đủ luôn. Thì trong đó nó sẽ hướng tới cái việc là chúng ta hướng tới xây dựng sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Có nghĩa là bạn cần phải nhờ các chuyên gia của VN Direct hướng dẫn để mà chúng ta có thể xác định rõ các cái mục tiêu tài chính mà Hoàng Minh định như thế nào. Có nghĩa là đầu tư thì để hướng đến cái mục tiêu gì phải rất rõ ràng. Trên cơ sở đó thì chúng ta cũng review, rà soát lại, đánh giá các cái bạn cân đối thu chi để ta xem thử là ok, ngoài khoản tiền free cash từ cái căn hộ như này thì còn các cái khoản thường xuyên ở mức tiết kiệm thêm bao nhiêu không. Đã bức tranh đầy đủ như vậy rồi, cũng review lại hết các loại tài sản, thì là Hoàng Minh đã xây dựng đầy đủ các loại tài sản cơ bản, gồm các tài sản phòng vệ này, tức là đã có quỹ thanh toán nhanh chưa, đã có đầy đủ các loại bảo hiểm để mà phòng những trường hợp nó xảy ra rủi ro chưa, rồi bạn Hoàng Minh đã có kế hoạch là cho hưu trí của mình chưa. Tất cả những cái việc đó đều phải xây dựng hết, đúng không ạ? Trước khi chúng ta tính đến các cái phương án là chúng ta đầu tư vì những cái mục tiêu gì, ta gọi là goal investing, đúng không? Kể cả trong trường hợp mà đang cân nhắc là bán cái căn hộ này hay đầu tư ra sao thì cũng là một kiểu dạng là đầu tư vì một mục tiêu cụ thể, đúng không ạ? Thì quay lại câu chuyện là giả sử như Hoàng Minh mà đã xây dựng hết tất cả các cái phương án kia hết rồi, xây dựng các loại tài sản cơ bản rồi, và bây giờ mục tiêu cụ thể là bạn muốn tối ưu hóa cái suất sinh lời cho nó hiệu quả cái việc mà quyết định cái đầu tư cái loại tài sản mà được thừa kế như này, 1,8 tỷ, đúng không ạ? Thế thì mình căn cứ vào cái thông tin Hoàng Minh đưa ra thì cái yield cái lợi suất mà bạn ấy đang cho thuê được trên cái loại tài sản của mình đã rơi vào tầm độ khoảng 5%, hơn 5% một tí, đúng không ạ? Thế thì cái mức lợi suất này rõ ràng là không phải là một cái mức lợi suất cao nếu mà ta so sánh với các kênh tài sản đầu tư khác, đúng không ạ? Đặc biệt là cái này lại là cái chung cư nữa thì hoàn toàn cũng có thể nó sẽ bị khấu hao và mất giá theo thời gian, đúng không ạ? Mình chưa biết cái thông tin chi tiết là cái căn hộ này là như nào, nhưng về cơ bản là căn hộ là như vậy. Thế thì mình nghĩ là nếu mà Hoàng Minh tiếp cận cái phương án đầu tư như này thì cần phải trả lời các cái câu hỏi cơ bản, ví dụ như là đầu tư vì mục tiêu gì, như là nhắc ở trên, rồi đầu tư trong thời gian bao lâu, cái mức độ chịu đựng rủi ro của Hoàng Minh mức độ nào. Phải trên cơ sở như vậy thì mình mới có được cái phân bổ tài sản hợp lý, đúng không ạ? Thì bao nhiêu là vào cổ phiếu này, hay là chứng chỉ quỹ cổ phiếu này, bao nhiêu là vào trái phiếu hay là quỹ trái phiếu, rồi phần còn lại là nên đầu tư vào bất động sản, giữ dạng bất động sản, hay là tham gia vào góp vốn vào cái cà phê như này, không? Thì lúc đó nó mới có bức tranh tổng thể được, đúng không ạ?
Ở đây bạn có nhắc đến cái chuyện là có người bạn góp, ngỏ ý là góp vốn mở quán cà phê đúng không ạ? Đấy, và định là góp vốn 50-50. Thì mình nghĩ là trước khi quyết định cái việc này thì cũng phải tính toán đánh giá cho cẩn thận kỹ vào, đúng không ạ? Tức là cái tiền đó mình định là bao nhiêu lâu mình mới rút tiền lại, đúng không ạ? Chứ thông thường là một cái kiểu startup như này thì về cơ bản là nó cũng mất thời gian thì nó mới thu hồi được vốn, chứ không thể nhanh như này được, và nó còn có những cái rủi ro của kinh doanh. Thì tất cả những việc này là Hoàng Minh phải đánh giá rất là kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Tóm lại là trước khi đưa ra quyết định đầu tư thì mình cần tiếp cận một cách hệ thống bài bản, có một kế hoạch rõ ràng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trong việc làm này. Thì nếu như bạn quyết định ra quyết định để đầu tư thì bạn Hoàng Minh sẽ đầu tư vào kênh tài sản nào hay không? Như anh vừa phân tích rồi, đúng không? Nếu mà vẫn tiếp tục để cái căn nhà này và cho thuê thì yield nó chỉ được có 5% thôi, đúng không ạ? Trong khi nếu mà chúng ta nhìn lại trong cái lịch sử các cái kênh tài sản khác, đúng không, nếu mà chỉ gửi tiết kiệm thì mình nghĩ về lâu về dài cái lãi suất tiết kiệm nó sẽ dần dần đi xuống khi mà nền kinh tế đi vào ổn định rồi, và lịch sử nó đã chứng minh chỉ gửi tiết kiệm không bao giờ có thể giữ được cái mức độ gọi là cái giá trị của cái tài sản đó được, mà để cho tính đến cái yếu tố là bảo vệ từ lạm phát rồi để tăng trưởng thì có lẽ là Hoàng Minh nên cân nhắc thêm các cái loại tài sản khác, ví dụ như là cổ phiếu hay là chứng chỉ quỹ cổ phiếu, chúng ta những cái loại tài sản mà xét về mặt lâu dài nó có thể giúp cho tăng trưởng cái loại tài sản tốt hơn, nhất là trong trường hợp mà Minh có nói là Minh chưa rành về đầu tư, đúng không ạ? Thì nhờ chuyên gia thì rõ ràng trong trường hợp này thì nên chú ý để mà tăng cường cái kiến thức của mình về đầu tư, và trong thời gian đó có thể tham gia mua các cái loại chứng chỉ quỹ mở, đúng không ạ, về cổ phiếu hay là các loại quỹ cân bằng kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu, thì nó hoàn toàn giúp tăng trưởng được tài sản tốt, mà chúng ta lại học được cái cách đầu tư của các chuyên gia như nào trong thời gian mà chúng ta có thể nâng cấp ở giai đoạn ban đầu. Và như vậy là bạn Hoàng Minh nếu như mà muốn đầu tư thì hãy phải cân nhắc thật kỹ về cái kế hoạch tài chính của mình và xây dựng những cái tài sản cần thiết cho cái kế hoạch tài chính cá nhân của mình, và sau đó thì nếu như mà quyết định đầu tư thì hãy tích lũy cho mình một lượng kiến thức để có thể tự tin để đầu tư. Ngoài ra thì bạn có thể đầu tư những cái chứng chỉ quỹ như trái phiếu như anh Quang có chia sẻ, hay là những quỹ cân bằng, hay là những quỹ mà qua đó các chuyên gia đầu tư thì mình có thể tăng cường thêm kiến thức ở đó. Về trường hợp, về câu chuyện thứ hai của bạn Hoa có chia sẻ, đó là em đầu tư cổ phiếu hơn nửa năm nhưng không có lãi, đợt vừa rồi còn lỗ vài chục triệu đồng. Gần đây em thấy nhiều công ty phát hành trái phiếu với lãi suất rất hấp dẫn, có nơi khoảng 10-13%, nên là rất là tò mò. Đồng nghiệp của em từng mua trái phiếu và cũng khuyên em tham khảo, vì rót vốn vào đây thì sẽ không phải mất thời gian để theo dõi như cổ phiếu, mà lãi suất thì khá là ổn định. Và bạn khá là lưỡng lự vì muốn nắm giữ danh mục cổ phiếu hiện tại và chờ giá lên trở lại. Bạn đang giữ chủ yếu là nhóm vốn hóa lớn với tin sớm muộn là cổ phiếu đó sẽ tăng trở lại. Và tuy nhiên thì bạn muốn đầu tư vào trái phiếu để nhỡ như trong trường hợp mà có thua lỗ ở cổ phiếu thì vẫn có lợi nhuận từ cái kênh trái phiếu để bù đắp lại. Vì thế nên là bạn vẫn đang rất là băn khoăn là không biết là còn nên vay tiền của gia đình khoảng 100-150 triệu để mua trái phiếu hay không. Và bố mẹ bạn thì trước giờ không quá ki bo về chuyện tiền bạc, chỉ cần là bạn làm ăn chính đáng thì bố mẹ sẽ đồng ý. Vì thế mà bạn muốn nhờ chuyên gia là tư vấn kỹ hơn về rủi ro lẫn cơ hội để bạn có thêm thông tin để thuyết phục gia đình để có thể đầu tư. Thì với trường hợp của bạn thì anh Quang nghĩ như thế nào? Mình nghĩ trường hợp của cái kênh thứ hai này là điển hình cho trường hợp là chúng ta rất là muốn kiếm tiền từ đầu tư, đúng không? Ai cũng muốn như vậy cả, nhưng mà kiến thức thì lại còn rất là hạn chế, rõ ràng là như vậy. Ngay cái việc mà mua cổ phiếu, đúng không, hơn nửa năm trông thấy không có lãi và đang rất là băn khoăn về cái việc như này, thì chứng tỏ là chúng ta cũng chưa hiểu được cái từng loại tài sản này, cái thời gian đầu tư nó như nào, đúng không? Thế thì trong trường hợp như này nhá, thì mình khuyên là bạn nên đầu tư vào bản thân mình trước, có nghĩa là phải nâng cao kiến thức về đầu tư thông qua các cái khóa học, ví dụ như có thể tham khảo cái khóa học về kiến tạo con đường hướng đến sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư của VNDirect sắp mở triển khai trong thời gian tới rồi. Đấy, ngoài ra thì có thể các khóa học khác bạn nên đầu tư vào bản thân mình trước. Ngoài ra thì trong thời gian đó có thể cân nhắc là sử dụng các cái gói dịch vụ của VNDirect để giúp bạn có thể xây dựng được cho mình cái sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư thông qua việc là chúng ta đo lường sức khỏe tài chính này, chúng ta lập một cái kế hoạch qua planning,
đúng không? Trong đó giúp cho bạn xây dựng được các loại tài sản cơ bản, đúng không? Bắt đầu từ việc xác định những cái mục tiêu, rồi cân đối thu chi, rồi xây dựng tài sản phòng vệ này, đúng không? Rồi tài sản hưu trí, rồi các loại tài sản theo mục tiêu. Thông qua đó bạn sẽ hiểu được càng kẽ hơn các loại tài sản như nào. Thì lúc đó mới, tức là hiểu được bản thân mình muốn gì, trả lời được các câu hỏi như là đầu tư thời gian bao lâu, rồi không bị rủi ro ra sao, để hướng đến phân bổ tài sản. Cái phần lớp thứ nhất, bao nhiêu nên vào cổ phiếu, bao nhiêu nên vào trái phiếu. Từ đó bắt đầu mình quyết định được cái kênh cụ thể như này. Còn lại về câu chuyện là bạn đang băn khoăn là có nên vay gia đình một số tiền đó để mua trái phiếu hay không. Thì mình nghĩ là cái việc này kể cả cái vay không vẫn phải tính vào trong cái phương án mà chúng ta xây dựng cái kế hoạch tài chính và xây dựng các loại tài sản tổng thể. Và có một điều lưu ý này là cho dù nguồn tiền từ đâu đi chăng nữa thì phải lưu ý một điều rằng là tất cả các khoản tiền mà chúng ta dành để đầu tư phải là tiền free cash. Có nghĩa là nếu mà nó xảy ra rủi ro gì thì nó không ảnh hưởng đến cái kế hoạch tài chính mà chúng ta đã xây dựng ban đầu, kể cả đối với bố mẹ mình cũng vậy. Đó là điều mà bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi mà chúng ta ra cái quyết định đầu tư. Vậy thì có vẻ như là nếu như mà bạn vay tiền của bố mẹ để đầu tư ấy, thì bạn sẽ không phải mất lãi suất này. Thì bạn có nên vay không anh Quang? Anh nghĩ là cũng được, nhưng mà với điều kiện là cái số tiền nó cũng phải hỏi kỹ bố mẹ. Là nếu mà lỡ mà nó có xảy ra rủi ro gì thì có ảnh hưởng đến cả tài chính của bố mẹ hay không. Cái điều đó là phải xác minh rất là rõ ràng, đúng không ạ? Kể cả lãi suất bằng không, nhưng mà biết đâu bố mẹ lại cần cái đó một lúc lấy về, mà mình lại phân bổ vào cái loại tài sản nó không phù hợp. Ví dụ như mình phân bổ vào bất động sản hay là cổ phiếu, vốn là những loại tài sản mà nó rất là lâu dài mà bố mẹ lại lấy về sớm, thì như thế nó sẽ không hợp lý, đúng không ạ? Như vậy thì để mà bạn vay tiền của bố mẹ để đầu tư trái phiếu thì trước tiên thì cũng phải hỏi thật kỹ là bố mẹ về các cái kế hoạch tài sản của bố mẹ như thế nào, sau đó thì cân nhắc về các loại tài sản và xác định là xem thời gian đầu tư của mình là bao lâu và mình đầu tư như thế nào, phương pháp đầu tư ra sao để phân bổ một cách hiệu quả nhất, đúng không ạ? Vậy thì qua hai cái câu chuyện về đầu tư thì chúng ta thấy là cả hai đều rất là muốn đầu tư để có thể tăng và tối đa hóa cái lợi nhuận, cái tỷ suất sinh lời. Nhưng mà tuy nhiên thì cả hai bạn đều nên chú ý là xây dựng cho mình một kế hoạch tài chính tổng thể để xem là kế hoạch tài chính của mình đã bao gồm các loại tài sản để phòng ngừa hay chưa, rồi sau đó thì quyết định là lựa chọn những cái mục tiêu đầu tư. Và nhớ là khi mà đầu tư thì nên trả lời hai câu hỏi cho mình, đó là đầu tư cái gì, đầu tư bao lâu và cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình như thế nào, sau đó thì quyết định lựa chọn các tài sản đầu tư khác để có thể xây dựng cho mình một cái kế hoạch tài chính tổng thể để hướng tới con đường sức khỏe tài chính, an tâm đầu tư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.